cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nồng. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ôm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nắng trong anh không xa rời. Mình đi dẫn lối, ngày sau có em luôn bên anh trên con đường ta chung lối. Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ôm em, sẽ luôn là người cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Lòng anh hạnh phúc khi anh có em bên cạnh. Dường như cuộc sống đã đổi thay, thêm nhiều những tiếng cười và nhiều những ước mơ. Một người cho anh biết yêu là gì. Ngoài kia thế giới đôi chân biết đi nơi nào. Tìm đâu một nửa để rồi yêu, để rồi những lúc buồn và cùng nhau sắt chia. Cùng nhau xây tương lai, xây ước mơ. Trên đường anh tìm kiếm
đã biết bao lần đau buồn và rồi gặp được em làm lòng anh ngắm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn, mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc, chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Anh suy nghĩ không ngủ được, lòng anh lo lắng về ngày mai chúng mình sẽ thế nào và anh có tốt không. Sẽ là đôi vai ấm như em cần, rồi những lo lắng, những suy nghĩ như không còn, dường như tan biến thành làn mây khi chợt em mỉm cười, cầm tay nói với anh, vì tình yêu đôi ta sẽ bước qua. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn và rồi gặp được em làm lòng anh ngấm lại. Cầu tổng nhất chương trình để đi họ của người ta. Thì từ khi thống nhất cái chương trình nghệ thuật họ người ta thì bước đầu tiên là xin được là xin dơ, xin dơ tức là xin họ người ta chấp nhận cái dơ để cho họ người ta họ người lại chấp nhận cái dơ để cho họ người ta này vào để được là đúng rồi, rồi họ người lại cũng họ là gái cũng chấp nhận rồi cho suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn, mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc, chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần mong chờ và rồi gặp được em làm lòng anh ngắm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Và rồi anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn, mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc, chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Dạ, kính thưa quý bác con tim hai họ, hay là quý bác con người ngoài họ nhà gái, thưa quý bác con họ nhà trai, thì như vậy cũng đã gần một năm trôi qua, hai cháu Hiền
đặc biệt nhà gái đạo tín đặc biệt nhà trai, hai cháu cũng đã có cái công việc làm ăn ở Sài Gòn và cũng có cái kết duyên với nhau, quen nhau thời điểm cùng nhau làm để từ ba mẹ để làm thế nào đó vào. Thì hôm nay hai gia đình của tôi thì đã thống nhất là ngày hôm nay là ngày 22 tháng 6 dương lịch, tức là ngày 20 tháng 5 âm lịch. Thì với cái ngày lành tháng tốt như thế này, tôi đã thống nhất là riêng hai cháu là chính thức hôm nay là về họ của nhà trai. Thì tất cả những cái lễ vật mà họ nhà trai đã đưa đến dân đến đây xin cho nhà gái, tất cả lễ vật thì cũng đã bày sẵn ở trước bàn thờ gia tiên. Vì vậy cũng không tiện phải giới thiệu nữa, tất cả đều đã có sẵn rồi. Thì ở đây một lần nữa thì thay mặt họ nhà trai cũng là gia đình nhà trai, chúng tôi xin gửi lời tri ân và cảm ơn rất là nhiều đối với họ như vậy đã có tổ chức và đã tạo cái điều kiện rất là thuận lợi cho họ nhà trai chúng tôi đến đây để tổ chức để tiếp tục với họ cho họ cháu. Thì một lần nữa xin phép là cho tôi xin được gửi lời chào sức khỏe và chúc tất cả bà con hai họ một năm an vui hạnh phúc và thành đạt. Xin được đời. Thì thì cũng như thống nhất từ giữa ra bây giờ gia đình là chỗ này hôm nay là ngày là không tốt, thì hôm nay là họ nhà trai đem lễ vật đến trình lễ để chú khách bày ra hai gia tiên và làm lễ cho hai cháu được làm lễ cưới. Bắt đầu từ hôm nay là cũng là chính là cũng là con rể trong gia đình, con dâu là cũng hiền là con dâu, cũng là con của anh. Bắt đầu là nhà cái chắc chắn hết rồi, gắn chẳng về giờ cho mọi người dâu ra. Oh.
về anh đã bao ngày một người yêu em và thương em. Từ đây hai ta sẽ chung bước đôi tim hòa chung nhịp cùng nhau đi qua ngàn mưa giông. Đây thì có một trong bài gì nhà yêu thương cùng cháu qua, nhưng mà cô thì lên ở trên nhà thời gian còn lắm. Vậy thì mình đây là chị của xin mà gửi cho gia đình gái chỉ nhận, nhưng mà đây là cũng là đỡ lại cho hai đứa con nên cũng là làm vốn. Dạ, dạ. Bây giờ đôi khi mình phải là mình cảm ơn. Chica.
cô sao, đi bên anh thật vui sao. Những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay cô em và anh nói, hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào. Dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Em hôm nay là cô dâu, đi bên anh thật vui sao. Chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói, hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào. Bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay là thật hạnh phúc, làm cô dâu của anh đó. Mình cùng ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào. Biết nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên. Chúng ta một đêm như
giấc mơ sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo than đi mau, những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin hân hoan chào mừng quý vị đã đến dự lễ thành hôn của chú rể Đình Tín và cô dâu Thái Hiền trong không gian ngọc tràng hạnh phúc của trung tâm tiệc cưới Meratis ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên, Hoàng Đạt xin thay lời trung tâm tiệc cưới Meratis gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, giờ đây thời khắc quan trọng đã đến, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp nhất, trạng ngời nhất trong ngày vui hôm nay. Xin mời quý vị hãy hướng mắt về phía cổng hoa và dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt cùng chào đón đôi người ương, chú rể Trọng Tín và cô dâu Thái Hiền. Sẽ như chim liền cảnh, như cây liền cành. Và buổi lễ ngày hôm nay là một minh chứng tuyệt vời trong tình yêu đó. Kính thưa quý vị, và trong ngày vui hôm nay, Hoàng Đạt thiết nghĩ rằng cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ có rất nhiều cảm xúc muốn chia sẻ cùng với quý vị. Và xin mời quý vị, và xin mời nhà chú rể hãy chia sẻ cảm xúc bây giờ của anh như thế nào được không ạ? Chào tất cả bà con cô bác. Cảm ơn tất cả cô bác là hôm nay đã tới tiệc ngày hôm nay kết thúc của hai đứa con và tóm lại cũng rất là hạnh phúc. Vâng ạ, chú rể cảm thấy rất là hạnh phúc và thế còn cô dâu và chị có cảm thấy hơi hồi hộp không ạ? Dạ vâng, cô dâu thì cảm thấy hơi hồi hộp, thế thì bây giờ hôm nay xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng siết chặt tay nhau để cùng làm chỗ dựa tinh thần cho nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn cũng như cùng nhau nếm trải những cái vui buồn trong cuộc sống này, không chỉ bây giờ mà là mãi mãi về sau nữa. Kính chúc anh chị luôn hạnh phúc vui vẻ và lúc nào tình yêu của anh chị cũng nồng cháy như thuở ban đầu lúc mới yêu. Và kính thưa quý vị, giờ đây chúng tôi xin mời được quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị những người đã dày công vun đắp cho hạnh phúc của đôi người chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu các vị đại diện hai bên gia đình. Quý vị đại diện trên đài hạnh phúc hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bố của chú rể ông Lê Đình Lâu. Và vì mẹ của chú rể đang bận công tác ở xa nên chị gái Lê Thị Cẩm Tú sẽ cùng với bố là người đại diện gia đình họ nhà trai đến từ thành phố Huế. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hai và bà Lương Thị Kim Vinh là song thân của cô dâu Thái Hiền, đại diện họ nhà cái đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Giờ đây cùng với đại diện hai bên gia đình cô dâu và chú rể, chúng tôi xin được gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Thay mặt hai bên gia đình, chúng tôi xin được cảm ơn sự hiện diện của quý vị quan khách đến từ Huế, Sài Gòn, Đồng Nai, Đắk Nông, Bình Phước, Đà Lạt,
quý vị quan khách đang công tác tại đài truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công ty cổ phần Minh Phương, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Bình Nga, và phần đông vẫn là quý vị quan khách đang sinh sống và làm việc tại thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu. Vậy một lần nữa, chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của tất cả các quý vị trong ngày vui hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và giờ đây, để đáp lại tấm chân tình của quý vị, chúng tôi xin được nhường lời lại cho ông Lê Đình Lâu sẽ có đôi lời phát biểu gửi đến quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý quan viên hai họ, xin thưa tất cả quý bà con nội ngoại của hai gia đình, thưa quý vị khách quý, thưa tất cả quý vị. Tôi rất là hân hạnh được thay lời cho hai gia đình, phía nhà trai và phía nhà gái, xin có đôi lời. Trước hết, cho chúng tôi xin gửi lời chào mừng và lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến những quý vị đã có hiện diện trong ngày lễ thành hôn hôm nay. Thưa tất cả quý vị, nhà trai và phía chú rể ở một thành phố Huế, hiện nay các quý vị cũng đã biết thời tiết rất là nóng bức, nhiệt độ lên đến 40 độ C, và một cái nhân viên rất là mới đến đây, một thành phố Vũng Tàu rất là mát mẻ, xinh đẹp, nắng ấm và gió lành. Nhân viên đó đã hồi tù hôm nay, và đúng 4 giờ chiều ngày hôm nay, hai gia đình chúng tôi đã thống nhất và được sự cho phép của chính quyền đã tổ chức buổi lễ đi hò tại nhà gái vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay. Và ngay từ bây giờ thì chúng tôi được đón tiếp tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý, toàn thể bà con nội ngoại, và tất cả quý vị hôm nay là một cái vinh dự rất là lớn lao. Đây là một niềm hạnh phúc kính đề cho hai cháu được trong năm hạnh phúc, và một lời chúc phúc cho gia đình chúng tôi chẳng có gì hơn gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân đạt và trân trọng nhất. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện hai bên gia đình. Và kính thưa quý vị, giờ đây chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành lại những khoảnh khắc của những yêu thương ngọt ngào, của những gì lắng đọng nhất trên sân khấu, để đôi quê hương của chúng ta tiến hành những nghi thức trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến đến tháp bánh để thực hiện nghi thức cắt bánh cưới. Xin mời quý vị chúng ta cùng bắt đầu. 1, 2, 3.
I'm cool.
xem hai bạn xin mời đón xem hai bạn xin mời đến hát quanh quay với bài hát được mang tên Xuân Tạm Chiều.
em từ đâu ta ngồi đêm chân phải sau tay em mặc ngôi màn biển rộng tay em qua đông tàn ngày bằng yêu em như yêu buồn rơi mất ngoan biết đêm dài sâu không còn biết qua về cho em